Tôn cau mày. Suy cho cùng, không ai biết được có 1080 cuộc hay không, nhưng bố cục cơ quan của ngôi hoàng lăng đó cực kỳ khéo léo, trông như đã bị hủy, nhưng thực chất lại không, nhìn vào như đã biến mất, nhưng thực chất vẫn còn. Nếu khi còn sống, có thể khám phá hết tất cả các cơ quan bố cục bên trong, âu cũng là một chuyện may mắn. Đừng đừng đừng. Nghĩ đến cảnh sinh ly tử biệt ấy, Hạ sơ thất vẫn còn thấy sợ hãi. Tuy thiếp than tiền, nhưng càng tiếc mạng hơn. Không cần biết bên trong có bao nhiêu tài bảo, thì cả đời này thiếp cũng không muốn dính líu tới nó nữa. Sau này nếu còn nghe thấy tên âm sơn, thiếp sẽ trốn đi thật xa, không bao giờ bước vào dù chỉ một bước. Triệu tôn thở dài, không tiếp tục vấn đề nặng nề này nữa. Chia ly vài tháng, tuy không thể hoàn toàn đổ lỗi cho đống bảo tàng kia nhưng suy cho cùng cũng có liên quan đến chúng, nếu có thể, hắn cũng không muốn bước vào đấy nữa. Tiếc là chuyện trên đời có quá nhiều điều huyền diệu, vận mệnh sớm đã có sắp đặt trước, nơi đó cũng không hẳn chỉ là một khúc nhạc đệm mà nó đã gắn kết chặt chẽ với sinh mệnh của họ từ thuở ban đầu. Đây là chuyện sau này tạm thời không nhắc đến. Trước mắt, trong ký ức của hai người đều có sự hiện diện ngôi hoàng lăng chứa đựng nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy nên họ đều lựa chọn trầm mặc. Triệu Tôn lặng lặng hôn nàng, nàng cũng lặng lặng đáp lại hắn. Không có sự nồng cháy sau bao ngày cách biệt như sự đoán, chỉ có tiểu biệt thắng tân hôn dịu dàng đầm thắm. Ôm nhau, hôn nhau, thân mật nồng nàn. Lúc này họ chỉ biết dùng bản năng nguyên sơ nhất để an ủi người mình yêu sau cơn kiếp nạn. Triệu thập cửu. Ừm. Thiếp sắp hết hơi rồi, trong tiếng nước nở của nàng, triệu tôn thở dài, nằm nghiêng người, ôm cơ thể công kênh của nàng vào lòng. Đặt lòng bàn tay lên chiếc bụng to của nàng. Chớp mắt, A Thất đã làm mẹ rồi. Chàng không vui à? Nói bậy. Triệu tôn mỉm cười. Không được suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi. Ừ. Hạ sơ thất đáp, nàng nhắm mắt lại nhưng không ngủ được triệu thập cửu chuyện của ô nhân chàng định xử lý thế nào triệu tôn ôm lấy cánh tay nàng siết chặt ra sẽ có cách thiếp không muốn tổn thương nàng ấy thầy hắn không trả lời nàng lại thở dài ôi chàng nói xem sao thiếp lại lương thiện như thế nhỉ triệu tôn bật cười a à thất, nàng vẫn không biết khiêm tốn là gì đương nhiên. Hạ sơ thất nằm trong lòng hắn, siết chặt cổ hắn, cười khẽ. Thiếp là kiểu phụ nữ đáng yêu ngốc nghếch, không biết khiêm tồn đó đấy. Xin hỏi công tử, có hứng thú cùng thiếp đến vu sơn, cùng nhau ngắm một mảnh trời xinh đẹp. Nàng nói như thể đang đùa, kề đầu vào cổ hắn, rồi lại từ từ di chuyển đến bên tai, thở nhẹ. Ra, thiếp đã đợi người lâu lắm rồi, nhịp thở mềm mại, tiếng nỉ non khe khẽ, hơi thở ấm áp của nàng, không chỗ nào không dụ dỗ tâm hồn hắn. Vốn dĩ triệu tôn đang nhịn rất khó chịu, bị nàng quấn lấy như rắn thì cơ thể càng cứng đờ hơn. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, hắn kéo nàng ra khỏi người, vuốt ve bụng nàng, trong giọng nói trầm khàn có cảm xúc đè nén. A à thất, còn trêu ra, lát nữa con trai sẽ cười đấy. Ôi, chẳng phải chàng nói thích con gái ư ta nói khi nào chàng nói rồi hơn nữa con trai cười gì thiếp chứ triệu tôn nhào má nàng cười mẫu thân không biết xấu hổ của nó xí hạ sơ thất đã phải nhịn suốt bao nhiêu ngày qua giờ đây khó khăn lắm mới gặp được kẻ thù lớn triệu thập cửu nên ngọn lửa ấy cứ lan ra liên tục nghe hắn nói như thế nàng lại càng thấy tủi thân hơn đấm vào vai hắn thút thít nức nở triệu thập cửu chẳng vô sỉ quá thiếp hu hu nhìn dáng vẻ nàng kia triệu tôn kinh ngạc bởi bản lĩnh nói khóc là khóc của nàng hắn giờ khóc giờ cười vỗ lưng dỗ dành nàng nhưng lại không biết đôi mắt đang vùi trong lòng hắn đang chớp nháy một cách gian xảo thiếp thích thế đấy, thì sao? Ai kêu chàng bắt nạt thiếp, xem thiếp có đánh chàng không? Nằm đấm rơi trên người hắn như mưa, hắn ngửa cổ ca thán. Ôi, có thê tử như thế, ra muôn bất hạnh. Triệu thập cửu. Hạ sơ thất nghiến răng ken két, cưỡi trên người hắn, ượn cái bụng tròn vo, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm. Dưới ánh lửa lờ mờ, trong đôi mắt khẽ nheo lại của nàng, có thêm một vệt tà khí quái dị. Ngon lắm! Dám sắc láo như thế với bổn cô nương à? Yết hầu của triệu tôn trượt nhẹ. Da đã sắc láo rồi, cô nương định làm gì đây? Chàng đoán xem, thiếp sẽ trừng phạt chàng thế nào? Nàng hừ mũi nói. Triệu tôn không trả lời, chỉ nhìn cô nương ngồi cao cao trên người hắn, hệt như nữ vương nên hắn kéo nàng xuống để tránh nàng kích động làm bị thương đứa bé trong bụng nhưng lại không nỡ phá hỏng hứng thú của nàng bốn mắt quấn quýt với nhau trong không trung hắn chợt mỉm cười xin hỏi nương tử muốn trừng phạt thế nào nàng hơi nghiêng đầu cười xấu xa ra chúng ta chơi một trò chơi nhé hử rõ ràng hắn không hiểu trò chơi là gì Hạ sơ thất chớp mắt không giải thích chỉ cúi đầu. Mái tóc dài xõa trên hõm cổ của hắn. Đuôi tóc cọ nhẹ vào người hắn. Trong giọng nói yêu kiều kia là thái độ không cho phép hắn từ chối. Lúc nãy chàng nói đều là do chàng không tốt, đúng không? Mắt triệu tôn lóe sáng. Đúng. Hạ sơ thất mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền thoáng hiện lên. Nên muốn thiếp vui, đúng không? Triệu Tôn lại gật đầu. Đúng. Một tay hạ sơ thất chống cằm, một tay chống lên vai hắn. Nếu chàng không đúng, mà chàng lại muốn làm thiếp vui, vậy hãy chơi một trò chơi về thiếp nhé. Trò chơi là trừng phạt à? Hắn thắc mắc. Cũng nan ná như thế nhỉ? Dù sao cũng chỉ chơi vui thôi mà. Hạ sơ thất dụ hắn vào trong lòng mình, nhưng lại không biết rằng nụ cười danh ma trên khuôn mặt đã bàn đứng cảm xúc của nàng trong vẻ ngây thơ vô tội giả tạo kia là nụ cười vô cùng tinh danh tất nhiên là triệu tôn biết tính tình của nàng nhưng chỉ cần nàng vui cho dù là gì hắn cũng đều vui vẻ hầu đến cùng được ra nghe theo nàng thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy hạ sơ thất lại không thấy hài lòng lắm hừ mũi tuy bây giờ nói như thế nhưng đến lúc đó ai biết được, có nghe theo hay không? Ra là người như thế chắc. Đúng vậy. Hắn thở dài bóp mũi nàng. Chỉ mỗi nàng biết gian xảo, phải, ra có lỗi trước. Nàng muốn chơi trò gì thì chơi, ra đều nghe theo nàng. Rất tốt, bước đầu của trò chơi là thiếp phải bịt mắt chàng lại trước hạ sơ thất nói xong rút một chiếc khăn lụa bên cạnh sau đó bịt hai mắt triệu tôn lại quy tắc trò chơi do thiếp quyết định ra chẳng không có ý kiến gì chứ vì phu không dám hắn nghe theo nàng không kéo khăn xuống được hạ sơ thất vui vẻ nhìn chú cừu đang chờ lên đĩa này đôi mắt đen láy đầy ý cười hiếm khi nàng mới chiếm hời từ chỗ triệu thập cử nên tâm trạng cực kỳ vui sướng Trò chơi này có tên Tâm linh tương thông Lát nữa Thiếp sẽ viết chữ trên người chàng Sau đó chàng sẽ đoán Thời gian là một nén hương Nếu chàng có thể đoán chung hết Sau một nén hương Là trò chơi kết thúc Đoán sai một chữ Trò chơi sẽ kéo dài thêm một phút Cứ thế mà tính ra Một phút Đã nói với chàng rồi mà 15 phút là một khác Ồ đêm hôm khuya khoát, A à thất hào hứng thế ư. Không biết triệu tôn đang than thở hay đang cười mà trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ. Tất nhiên, hạ sơ thất hất cằm cực kỳ đắc ý. Khó khăn lắm thỏ trắng mới bắt được sói xám, không nghĩ cách trừng trị chàng, há chẳng phải thỏ trắng hiền lành quá ư, sau này cứ phải bị sói xám bắt nạt mãi à. Ví mình thành thỏ trắng hạ sơ thất thấy buồn nôn đầu tiên quả nhiên triệu tôn cũng không thể nhịn cười nếu nàng là thỏ trắng thì thỏ khắp thiên hạ này chắc xấu hổ chết mất đa tạ lời khen của gia hạ sơ thất bật cười xoa mặt hắn trêu ghẹo vậy rốt cuộc tấn vương điện hạ đồng ý không có dám chơi hay không có gì mà không dám hắn nhớ mày có khí phách Vậy chủ tử ra Người đừng nuốt lời nhé Nghe giọng nói gian xảo của nàng Triệu tôn quả thật thấy hơi hối hận Nhưng đã nói vậy rồi Hắn không thể không nuốt hai chữ hối hận vào trong bụng Bổn vương đã hứa là làm Được Ra đúng là anh Tuấn Nàng vừa dứt lời Liền bò xuống khỏi người hắn Đi về hướng bệ cửa Triệu tôn không nhìn thấy được nàng đang làm gì Câu mày nói a à thất đến ngay đây nàng trả lời vui vẻ rồi nhanh chóng bò lại trên giường một bàn tay lành lạnh vuốt ve mặt hắn sau đó trong lúc hắn không hề phòng bị một thứ mềm như lông rơi xuống mặt hắn hắn giật mình cơ thể run lên a à thớt, thất đang làm gì vậy hạ sơ thất hài lòng về phản ứng của hắn nàng tì lên người hắn nhịn cười chàng đoán xem Thứ kia chạm vào người vừa ngứa vừa tê Nhưng triệu tôn bị bịt mắt Làm gì đoán ra được May mà hạ sơ thất không giấu giếm Cười tùm tỉm nói cho hắn nghe sự thật Đây là lông bồ câu Thiếp sưu tập từ trên người đại mã và tiểu mã Thiếp đã rửa sạch và phơi khô chúng Vốn muốn làm một quả cầu lông vũ để chơi Giờ thì vẫn chưa xong Hời cho chàng rồi Mặt triệu tôn bị nàng, khều ngứa ngáy, bắt đầu không chịu nổi được rồi viết đi ok vậy thiếp tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu hạ dơ thất cười híp mắt nói nhỏ thiếp đã nói quy tắc trò chơi do thiếp quyết định vậy nên bắt đầu từ bây giờ không cần biết thiếp viết gì làm gì chàng đều không thể phản kháng không thể cử động biết chưa triệu tôn biết rõ nha đầu này không có tâm địa gì tốt lành mà nhưng nghĩ đến nụ cười dạng dỡ của nàng nghe tiếng cười thánh thót như tiếng chuông ngân ấy. Hắn không nhẫn tâm phá hỏng bầu không khí ấm áp này. Chẳng phải chỉ đoán chữ thôi sao? Chẳng phải chỉ không phản kháng, không cử động thôi sao? Hắn cậy mình có khả năng tự kiểm soát bản thân siêu mạnh, thế là gật đầu xem như đồng ý. Đã nửa đêm rồi, nhanh lên nào. Được, chờ một chút. Hạ sơ thất, nhìn hắn nằm im, ý nghĩ tà ác phình to lên, Nàng mím môi, cười khẽ, phe phẩy lông bồ câu trên mặt hắn. Ra, chuẩn bị xong chưa? Ừ. Hắn thấy miệng lưỡi khô khốc. Được, bắt đầu chữ đầu tiên nhé. Hạ sơ thất thấy vô cùng hưng phấn bởi ý tưởng của mình. Nàng cười khúc khích, nửa quỳ tựa vào người hắn, tập trung viết từng nét lên mặt hắn, nhìn chăm chăm biểu cảm của quái của hắn, giọng nói sặc mùi trêu ghẹo Tấn Vương Điện Hạ, chàng đoán xem. Cho. Hắn đáp. Ôi, giỏi ghê, đoán đúng rồi. Hạ sơ thất cười, một tay cầm lông bồ câu, một tay luồn vào cổ áo của hắn, từ từ cởi y phục của hắn ra. Chuẩn bị sẵn sàng, chữ thứ hai sẽ đến ngay thôi. Lúc nãy khi hai người lăn vào ổ chăn, hắn vốn dĩ đã cười gần hết, chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh, giờ đây bị nàng lột ra nốt bên trong không còn lại gì làn da màu đồng nâu dưới ánh lửa toát ra một vẻ đẹp nam tính khỏe mạnh hình ảnh này lọt vào mắt hạ sơ thất khiến nàng bất giác nuốt một ngụm nước bọt tên này đúng là chết người tất nhiên nàng không vì hắn đẹp mà tha cho hắn khó khăn lắm trong bụng mới có hàng có thể cậy vào hàng trong bụng ức hiếp triệu thập cửu một phen nàng đang chơi vui chết đi được đây Chữ này thì sao Nàng viết lại lần hai Hắn mới trả lời Dù Đúng rồi Hạ sơ thất cười nhìn hắn Lông vũ trên tay vẫn đang hoạt động tích cực Lướt nhẹ qua mặt hắn Trong lúc hàng lông mi dài của hắn cử động Nàng viết từng nét một Đầu lông vũ nhanh chóng rơi xuống vành tay hắn Ra Mức độ phù hợp chứ Ừ Triệu Tôn giết tay thật chặt khó khăn lắm mới đè nén được sự ngừa ngáy trong lòng nặn ra một câu từ trong cổ họng cô nhóc kia rốt cuộc nàng muốn làm gì viết chữ hạ sơ thất cười tươi hơn trong lúc viết chữ sóng mắt nàng trong suốt như xương cứ như đang chứa một hồ nước nóng trong veo dáng vẻ vô hại kia hoàn toàn trái ngược với chuyện nàng đang làm một người thành thật một người yêu mị một người ngoan ngoãn một người quyến rũ cùng với tiếng gọi khẽ của nàng nhúm lông vũ kia từ từ di chuyển từ lỗ tai xuống cổ trượt xuống cổ họng rồi lại đi tiếp xuống dưới từ vùng xương quay xanh quyến rũ đi thẳng một đường đáp xuống rốn với từng nơi nàng đều sẽ viết những chữ khác nhau có chữ hắn đoán đúng có chữ đoán không đúng có lúc nàng nhắc nhở hắn có lúc lại không cứ như thế thời gian một nén hương đã trôi qua hơn phân nửa ra đây là chữ gì? Nàng cười hỏi, nhưng triệu tôn đã không còn được bình tĩnh như lúc nãy nữa. Nhúm lông bồ câu kia, trượt tới trượt lui trên người, hệt như có sâu đang bò. Cơn ngứa ngáy kia gần như chui tận vào trong máu xương của hắn, phân bố đến các cơ quan trong cơ thể. Không nơi này tránh, khuấy động cảm xúc mà hắn vốn đang kiềm chế đã lâu. A à thất trước nay vốn đã to gan, khi nãy hắn đã loang thoáng đoán được, nhưng không ngờ, khi viết hết chữ này đến chữ khác, mình lại khó có thể kiềm chế đến vậy. À thất, hết một nén hương chưa? Vẫn chưa, nôn nóng gì chứ? Hạ sơ thất đáp bừa, nhưng lời trong lòng lại là Nàng làm gì biết một nén hương cần phải viết bao nhiêu chữ, đâu có ai đưa đồng hồ cho nàng. Lại một chữ nữa được viết xong, giọng hắn càng ngày càng khàn. Viết chữ thì cứ viết đàng hoàng Nàng còn thế nữa Lát nữa ra nhất định sẽ không tha cho nàng Thiếp thế nào? Hạ sơ thất cười, không sợ hắn Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy Chàng tuyệt đối đừng manh động nhé Thiếp viết đây Nàng chẳng thèm ngó ngàng đến sự kháng nghị của hắn, vẫn cầm lông vũ vẽ lên người hắn. Miệng thì cứ liên thoáng không ngừng, nếu chàng đoán đúng hết Thì thiếp đã tha cho chàng từ lâu rồi Là tại chàng đoán không ra Trách ai chứ A à thớt Đừng quậy nữa Triệu tôn hơi mất kiểm soát Con tim như bị châm lửa Cảm thấy khó thở Chán dịn đầy mồ hôi Chỉ cảm thấy căn phòng vốn mát mẻ Giờ đây lại nóng bức kín gió Thiếp có quậy đâu Chàng hứa rồi mà Ra nuốt lời là sai trái chàng đọc thầm vài lần đi, có khi lại hiệu quả giữ bình tĩnh cũng nên này chứ. Nàng vừa cười vừa tiếp tục, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm nhúng lông bồ câu vẽ trên cơ thể, nửa che nửa hở của hắn. Nàng còn cố ý khều nhẹ, thấy hắn dùng mình, nàng bắt đầu ngân nga. Tích tắc, tích tắc, có chú mèo con đang lười biếng. Môi nàng kề sát lên người hắn, trượt xuống theo hướng lông bồ câu, Chóp mũi thỉnh thoảng lại chạm vào cơ thể nóng hổi của đối phương, mang theo đôi câu trêu đùa. Ra, chẳng vẫn kiềm chế được chứ. Ra, đây là chữ gì? Không đúng, đoán lại. Lại lần nữa. Triệu tôn càng ngày càng bất lực. Tiểu yêu tinh này luôn có đủ các suy nghĩ kỳ lạ chừng trị hắn. Rõ ràng không cần biết hoàn đoán được hay không. Kết quả đều như nhau, chỉ cần nàng vẫn chưa hả giận e rằng sẽ không bao giờ dừng tay lại ôi hắn thở dài muốn nắm lấy tay nàng tiện thể vứt lông bổ câu đi ai ngờ vừa mới giơ tay ra đã bị nàng đè chặt không được cử động nằm im a à thất hắn vô lực gọi được rồi thiếp đại nhân đại lượng không so đo với chàng lần này nếu chàng còn dám cử động nữa, thiếp sẽ tăng thêm một nén hương. Ta muốn đi ngoài. Nhịn đi. Hạ sơ thất phụt cười. Yên tâm, thiếp sẽ hầu hạ chàng thật đàng hoàng. Đừng căng thẳng, căng thẳng sẽ không vui nữa. Nàng đè tay hắn nhìn khuôn mặt bất lực kia mà không khỏi vui sướng. Nàng lột đi miếng vải che chắn cuối cùng trên người hắn. Lồng bổ câu nhắm thẳng vào chỗ hiểm chứ không gãi nhẹ lung tung như lúc nãy nàng thật là triệu tôn không chịu được ngứa vặn vẹo cơ thể âm thanh phát ra từ cổ họng đã biến chết đó không phải là đau cũng không phải ngứa mà là từng cơn tê dại ăn sâu vào xương tủy làm hắn muốn phản kháng lại sự yêu thương hết mình của nàng đáng tiếc cho dù trong lòng có dậy sóng thế nào hắn vẫn phải cố gắng chịu đựng không được cử động đúng rồi lần này thì đúng rồi. Hạ sơ thất không hề dừng tay vì hơi thở hồn hển của hắn, mà ngược lại còn càng thấy hưng phấn hơn. Khi lông vũ đi ngang qua những vết sẹo hoặc nông hoặc cạn, nó sẽ dừng lại, từ từ vỗ về. A à thất, đủ rồi. Gân xanh trên trán triệu tôn giật mạnh. Khi lông vũ trên tay nàng trượt qua, nơi lõm xuống, ngay chính giữa đầy nhạy cảm ấy, đầu óc hắn đã ngừng chạy, không thể nhịn được, muốn cong người ngồi dậy. Không được cử động. Dường như nàng biết được tâm tư của hắn, đè hắn lại. Nghe hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ của hắn, nàng cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi đối phương. Trước lưỡi dịu dàng, liếm nhẹ như thể đang khiêu khích. Sau đó từ từ trượt xuống, cùng với nhúng lông bồ câu kia, hôn hắn. Đây là chữ gì? Hử? Nàng lại hỏi, giọng nói rất danh mãnh hệt như một phù thủy nhỏ ăn thịt người còn hắn thì thở dốc đầu óc hỗn loạn tâm tư dối bời giọng nói mơ hồ không rõ ừm uhm, a à thất. hắn cố gắng nằm im hít một hơi giọng càng khàn thêm đừng quậy nữa khuya lắm rồi khuya thì mặc kệ khuya chúng ta cứ chơi đi để tăng cường tình cảm hạ sơ thất chọc hắn lông bồ câu trên tay vẫn đang viết làm hắn gần như ngừng thở. A à thất! Chiếc khăn lụa đang bịt mắt hắn bỗng nhiên trượt qua một bên. Cô nương trong mắt hắn đang mặc y phục nửa kín nửa hở, vùng bụng hơi nhô lên, trông hệt như một đóa hoa nở vào tháng năm, quyến rũ, xinh đẹp, tà ác, nhưng lại tự nhiên như thoát ly trần thế. Ra, mau đoán đi! Nàng cười khẽ, lồng vũ lướt qua dồn hắn, nghiêm túc viết từng nét nhanh lên, còn đoán không ra nữa thì không ngủ được đâu. Sở thất. Triệu tôn gần như phải gần từng chữ gọi tên nàng. Màu nóng trong tim sôi trào, hắn không thể nhịn được thêm nữa. Ngồi phát dậy, ôm lấy eo nàng, rồi lật người nàng lại, đỡ dựa lên gối. Sao lại nghịch ngợm như vậy? Xem ra chừng trị nàng thế nào đây? Này, không nói lý lẽ có phải không? Hạ sơ thất cười phì, dùng chân đà hắn, nhưng vừa mới rơi chân ra thì đã bị hắn giữ lại. Bàn tay của hắn dày rộng nóng hổi, làm nàng dùng mình. Triệu tôn cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ ngầu. Trong lòng bàn tay hắn là một bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần, xinh xắn. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, nó mịn màng hệt như da em bé, trắng nõn như ngọc, nhỏ nhắn đáng yêu, hình dáng xinh đẹp, cảm xúc chân mịn, các ngón chân hệt như vỏ sò tròn trịa tỏa ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Này, buông ra, ngừa lắm. A à thớt. Đầu hắn nóng bừng. Dòng máu thú đang sôi trào. Hắn gọi tên nàng, giọng nói có chứa chút kiềm chế. Vốn dĩ ra muốn bỏ qua cho nàng. Bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Chàng muốn làm gì? Không đợi nàng nói xong, hắn đã ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn xuống, dùng hành động tuyên bố mục đích của mình. Ánh đèn đỏ thắm, chăn màn dậy sóng. Một triệu tôn mất kiên nhẫn thế kia, khiến con tim hạ sơ thất đập nhanh như điên. Hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn. Đôi mắt to tròn đen lấy trừng to. Nàng nhìn khuôn mặt tuần Mỹ được phóng to ngay trước mặt. Vừa muốn phản kháng thì cánh môi đã bị hắn nuốt lấy. Hắn cắn nàng. Còn dám nữa không, hả? Hạ sơ thất lẩm bẩm triệu thập cửu chàng dám không giữ lời hắn không trả lời nhân lúc nàng nói chuyện và lấy hơi hắn cậy miệng nàng ra ngậm lấy lưỡi nàng quấn quýt dây dưa cất giọng nói trầm khàn quyến rũ khi đối phó với vô lại ra chưa bao giờ là quân tử chàng vốn dĩ đã không phải là quân tử nàng phản đối hắn cười khẽ giọng nói cực kỳ ấm áp nếu ra là quân tử, sao có thể đối phó được kiểu khẩu vị nặng như nàng? Hạ sơ thất nhớng mày. Đúng là giỏi vận dụng, biết dùng những từ khẩu vị nặng như khẩu vị nặng luôn. Hạ sơ thất nghiêng đầu, thờ hồn hền, tim đập loạn như điên. Trong sự quấn quýt mập mờ này, hắn để trần nửa người trên, cơ thể nàng lại nửa che nửa hở, gần như không cần nghĩ nhiều, cũng có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì. Nàng nhắm mắt, chờ đợi trong thẹn thùng. A à thất. Hắn bỗng nhiên gọi tên nàng. Vâng. Nàng đáp. Nữ tử có thai, không thể làm chuyện ấy nhỉ. Hạ sơ thất suýt chút nữa đã suy sụp. Nàng ngửa cổ ra sau, nè những nụ hôn dồn dập sắc bén của hắn, giọng nói cực kỳ tủi thân. Nếu chàng đã biết là không thể, vậy còn ôm thiếp làm gì nữa? Tuy nói không được, nhưng nếu nàng muốn ta đây cũng sẽ cố mà làm hắn nói nghiêm túc thế kia hạ sơ thất nghẹn họng không nói nên lời chàng nói thiếp muốn ấy à ừ nàng muốn nên ra đành phải hy sinh bản thân triệu tôn cười khẽ cảm thấy hết cách khi ở trước mặt nàng sức đề kháng của hắn vốn đã không tốt huống hồ cộng thêm trò lông bổ câu khi nãy càng phá tan tành ý chí quyết tâm bởi vì nàng đang mang thai của hắn. a à thất, rốt cuộc là được hay không? Ừ, nàng thấy hơi xấu hổ. Ừ, hắn thắc mắc. Ừ, nàng thấy bực bội về sự khờ khạo và bảo thủ của hắn. Ừ, cuối cùng hắn cũng hiểu được ý nghĩa trong từ ừ của nàng. Mọi thứ tiếp theo thuận theo bản năng tự nhiên. Đôi nam nữ vốn đang yêu nhau say đắm, trong một đêm tối không trăng, tình ý nồng nàn thế này. Muốn tái diễn lại chuyện đã từng hồi tưởng lại vô số lần trong lòng là điều hợp tình hợp lý. Không lâu sau, cơ thể mang thai mềm mại của nàng và thân thể rắn chắc như thép của hắn quấn lấy nhau. Khi nàng cởi hết quần áo, dán chặt vào người hắn, nàng nghe thấy tiếng rên khe khẽ của mình và cả hơi thở thỏa mãn của hắn ánh sáng trước mắt dần mờ đi nàng và hắn ôm nhau không còn khe hở thế nhưng trong lúc nàng đang chuẩn bị đắm chìm vào khoái cảm với hắn thì lại có một chuỗi tiếng bước chân rồn rập vang lên bên ngoài cốc cốc tiếng gõ cửa không đúng lúc ảnh hưởng đến hai người trên giường hạ sơ thất thở dốc quần lấy cổ triệu tôn ánh mắt xuyên qua vai hắn nhìn hướng ra ngoài có chuyện gì Giọng nói ở bên ngoài vẫn là của giáp nhất. Khi nãy hắn ta rời đi vì để tránh hiểm nghi. Nhưng vì sự an toàn của hai người nên không đi xa lắm. Sau cái lần ở lầu hồi quang phản chiếu, một lần nữa giáp nhất lại phải lắng nghe chuyện phòng the. Thế là giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Thất tiểu thư, vừa mới nhận được tin, tử nguyệt công chúa xảy ra chuyện rồi. Cơ thể hạ sơ thất cứng đờ, toàn bộ nhiệt tình và cảm xúc dâng cao khi nãy đều bị thổi bay hết nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ đơn thuần gần như là khờ khạo của triệu tử nguyệt ngọn lửa trong lòng nàng dường như có thể bùng lên bất cứ lúc nào nàng ấy xảy ra chuyện gì rồi chắc triệu tử nguyệt đã biết chuyện công chúa chọn phò mã lúc trước hạ sơ thất đã thấy lo lắng cho nàng ta hiện tại vừa nghe nàng ta xảy ra chuyện suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng là tự sát nào ngờ giáp nhất lại nói rằng Tử ừ, Nguyệt công chúa dẫn theo nha nha bỏ trốn rồi. Bỏ trốn? Nàng nhìn vào mắt Triệu Tôn ngồi dậy, gỡ đoạn tóc đang dính vào nhau của hai người ra, cao giọng hỏi. Chạy đi đâu? Hiện tại đã có tin tức gì chưa? Giáp nhất biết, ngoài mặt là trả lời với nàng, nhưng thực chất lại đang bẩm báo với Triệu Tôn. Tình hình vẫn chưa rõ, thuộc hạ chỉ biết có bấy nhiêu hạ sơ thất không nói gì tính kiên cường của phụ nữ đa số đều bắt nguồn từ con cái tiểu công chúa xuất thân cao quý như triệu tử nguyệt từ bé đã chẳng phải chịu khổ cực gì vậy mà lại chọn cách chạy trốn khỏi hoàng thành chắc vì đứa bé nhưng sau khi làm mẹ triệu tử nguyệt không đòi tự sát nữa đây là chuyện đáng vui mừng nhưng nàng ta lại chọn cách ngu ngốc kia một nữ tử yếu đuối dẫn theo một tiểu nha đầu hai người đều là trẻ con thì có thể chạy được đến đâu? Sau này sẽ sinh tồn thế nào? Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Triệu Tôn đã ngồi dậy mặc quần áo. Trong đôi mắt đen lấy khẽ hiếp lại ấy, tỏa ra một luồng ánh sáng lạnh lùng. Nhưng cảm xúc vẫn được coi là bình tĩnh. Ra! Hạ sơ thất liếm môi muốn an ủi hắn, nhưng nụ cười trông còn xấu xí hơn cả khóc. Tử Nguyệt sẽ không sao đâu. Kinh sư bé lắm chắc muội ấy cũng không chạy được bao xa sẽ tìm thấy nhanh thôi ừ triệu tôn cài đai ngọc nghiêng mắt nhìn nàng giọng nói vẫn trầm khàn như lúc nãy ta đi xem thử nàng không cần ngồi dậy ngủ thêm một lát dưỡng thai quan trọng hơn vâng hạ sơ thất ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ đến suýt chút nữa chuyện đã thành nàng cảm thấy hơi xấu hổ và thẹn thùng khi nào chàng lại đến thăm thiếp nữa? Giọng triệu tôn hơi trầm. Có cơ hội ta sẽ đến. Hạ sơ thất bĩu môi. Vậy thiếp có thể ra ngoài thăm chàng không? Hắn câu mày nhìn nàng. Không cho phép. Hạ sơ thất bỗng nhiên gân cổ lên, trừng mắt nhìn hắn hệt như một chú gà trọi. Thiếp lén ra ngoài không được ư? Dù sao dưới gầm giường cũng có địa đạo còn gì? Dù thiếp có đi Cũng sẽ không có ai phát hiện ra Mọi người đều đang nhìn nàng chằm chằm Nàng có thể đi đâu chứ Thiên hạ lớn như thế Thiếp đi đâu cũng được Cho dù có đi được Nhưng sao có thể chặn hết miệng người trong thiên hạ Lưỡi mọc trên người bạn họ Ai thích nói gì thì nói Thiếp lười quan tâm Hạ sơ thất hừ mũi bật cười Chàng nghĩ thiếp giống như người khác, chỉ vì vài câu đồn nhảm mà lại đi lời cay chết tạ lỗi với thiên hạ ư. Triệu Tôn nhìn nàng một cách nghiêm túc, một lúc sau giơ tay lên vuốt ve mặt nàng. A à thất, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Thật ra hạ sơ thất biết tình hình trước mắt ra sao. Khi nãy đòi chui xuống hầm chạy trốn, chẳng qua chỉ là những lời nói quá quát, xuất phát từ sự cáu kỉnh và buồn bực của một người phụ nữ mang thai nàng biết bỏ đi theo kiểu thiếu suy nghĩ như thế sẽ làm liên lụy đến tính mạng của vô số người sao nàng có thể làm chuyện vô trách nhiệm thế này được chứ có đường sống là được không thể bỏ chạy nàng thở dài nắm chặt tay áo của hắn thiếp biết rồi ra chàng hãy bảo trọng hắn đáp ừ khom lưng bế nàng lên ôm chặt vào lòng a à thất, những chữ nàng viết lúc nãy ra đều đoán được hết. Hạ sơ thất kinh ngạc, ánh mắt lòe sáng. Thật ư, lừa thiếp chứ gì? Triệu tôn cong môi, cúi đầu hôn khóe môi của nàng, tường thuật lại từng câu từng chữ. Cho dù có người mang hết vàng bạc châu báu của cả thiên hạ, đặt ngay trước mặt, thì cũng vẫn không sánh bằng đôi giày mà chàng đã chuẩn bị cho thiếp. Không ngờ hắn lại có thể liên kết hoàn chỉnh được những chữ mà nàng miêu tả. Chẳng lẽ có tâm linh tương thân thật ư? Hạ sơ thất kinh ngạc, mắt bỗng thấy cay cay. Khó khăn lắm mới không giữ được nước mắt tràn mi. Nàng đấm vai hắn vừa khóc vừa cười. Tên khốn này, sao chàng đã đoán ra rồi? Sao còn giấu thiếp làm gì? Chẳng phải là vì muốn làm nàng vui đấy ư? Hắn cười. Hừ, rõ ràng là chàng muốn thừa cơ bắt nạt thiếp ánh mắt hắn thoáng nặng nề nghĩ đến chuyện không bắt nạt thành công liền thấy hơi tiếc nuối hai tay ôm chặt nàng hơn a à thất vì nàng và con ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu triệu thập cửu khi nãy vẫn còn vài chữ thiếp vẫn chưa viết nghe giọng nói như khóc như cười của nàng hắn véo mặt nàng cười hỏi là gì nàng cũng cười nếu là vì tình chết không hối tiếc cả người triệu tôn cứng đờ hắn cúi đầu nhìn nàng nghiêm túc đáp lại ba chữ ta cũng vậy triệu thập cửu nàng ôm lấy eo của hắn ánh mắt vòng qua vai hắn nhìn về phía một túi vải nằm trên tấm gác chân túi vải hở ra một góc bên trong là một đôi giày vải theo hoa đếm mềm nàng nhìn thấy lúc xuống giường lấy lông bồ câu khi nãy Triệu thập cửu đã đem một đôi giày vải đến cho nàng, thực hiện lời hứa ở mặt bắc năm xưa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hạ sơ thất thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Tối hôm qua được trò chuyện và ôm ấp thân mật với triệu tôn, mọi sự buồn bực trong lòng và phản ứng khi mang thai trong suốt những ngày qua đều tan biến sạch sẽ. Cũng vào lúc này, nàng mới cảm nhận sâu sắc được một đạo lý. Trên đời này, dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, khi mang thai đều vẫn sẽ cần sự an ủi của người gieo hạt. Cơn ốm nghén giảm bớt, nhưng sự lo lắng dành cho triệu tử nguyệt lại tăng lên. Đợi mãi vẫn không thấy tin tức mới nhất. Ăn xong bữa sáng, đích thân nàng cho đại mã và tiểu mã ăn. Rồi nằm một lúc trên chiếc ghế quý phi bên cửa sổ, nhìn mặt trời rực rỡ bên ngoài. Nghĩ đến tiểu thập cửu nhà mình, chẳng có cơ hội phơi nắng. Thế là lại bứt đầu bứt tóc, bực bội khó chịu ánh nắng ban mai không khí trong lành ấm áp dễ chịu quả thật quá hấp dẫn nhưng bên ngoài viện a ký lưu huy và những tên đại nội thị vệ kia vẫn canh giữ một bước không rời nàng thở dài đóng cửa sổ lại chuyện dù lớn cỡ nào cũng không thể so với tính mạng có vực bội đến cỡ nào cũng không thể so với cái chết tiểu thập cửu vẫn còn ở trong bụng cho dù thế nào nàng vẫn phải cố gắng thêm vài tháng. Đợi dỡ hàng là sẽ được tự do. Đợi triệu thập cửu dẫn nàng rời khỏi đây. Tiểu thập cửu cũng sẽ có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Nàng ăn ủi bản thân mình, ra khỏi phòng trong bộ dạng lười nhác. Gian ngoài, tinh lam vừa cười tủm tỉm vừa đan móc, chuẩn bị y phục và giày vớ cho tiểu thập cửu. Giáp nhất ngồi im lặng bên cửa, dáng ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp, dường như cũng đang rất rảnh rỗi ngay cả ánh mắt cũng lười di chuyển còn chị nhị bảo và mai tử đang ngồi đối diện chơi dây vừa chơi vừa dù gì cực kỳ ấu trĩ nhị bảo công công sai rồi sai rồi sai chỗ nào ôi người ngốc thế không phải sỏi như thế này à người đã học ba ngày rồi mà vẫn không biết cái này khó quá mà đơn giản như thế, não ngươi là não gì thế hả? Não người mà. Hạ sơ thất chống eo đứng ở đó, hơi nhau mắt lại, cảm thấy chắc chắn mình đã bị xét đánh trúng thần kinh thính giác. Nếu không vì sao mình lại thấy buồn cười khi nghe đoạn đối thoại giản dị vừa rồi chứ? Có ám khí. Nàng nổi hứng trêu đùa, khẽ hô lên, nhặt một cục len trước mặt tinh lam, ném về phía chị nhị bảo. Á! À? cứu mạng. Chị nhị bảo vội vàng ôm đầu, ngồi xổm xuống. Cục len kia lăn đến bên chân, cậu ta mở mắt ra nhìn. Lúc này mới cười khì khì, bỏ đi bộ dạng rụt đầu rụt đuôi, nở nụ cười tươi giói đi đến bên cạnh nàng. Thất tiểu thư, có phải người cũng chán lắm không? Có muốn chơi dây không? Hạ sơ thất nhìn cậu ta với ánh mắt chán ghét. Ấu chỉ, một đại nam nhân người cũng không thấy xấu hổ à? Nô tài có phải nam nhân đâu. Nhị bảo công công bĩu môi đầy tủi thân. Với lại nô tài cũng đang rảnh rỗi mà. Đúng rồi, rảnh rỗi, đều rảnh rỗi. Nàng vừa mới than thở xong, hai mắt chị nhị bảo liền phát sáng. Thất tiểu thư, hay người đánh nô tài vài cái, giải tỏa cơn buồn chán, hạ sơ thất nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ chỉ cần người không chán tiểu thế tử sẽ không chán chỉ cần tiểu thế tử không chán da sẽ không chán chỉ cần da và tiểu thế tử không chán nô tải ăn một trận đòn cũng không sao hạ sơ thất trận trắng mắt người có mang dao không chị nhị bảo thắc mắc lắc đầu mang dao làm gì ta banh đầu ngươi ra xem bên trong cho chưa thứ gì. Hạ sơ thất trả lời rất thông thả, nói xong nàng ngồi xuống ghế chống cằm, bỗng nghĩ ra một chủ ý. Này, ta kể chuyện cho các ngươi nghe nhé, các ngươi nghe rồi trả tiền cho ta. Hả? Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt quỷ dị. Hạ sơ thất bổ sung. Tất nhiên, sẽ không bắt các ngươi mất tiền oan uổng. Ta kể chuyện cười, cười rồi mới đưa tiền, không cười ta bù tiền vụ làm ăn này hấp dẫn chứ mọi người đều không nói gì vẫn cau mày nhìn nàng nàng thấy kỳ lạ sao vậy không thích chuyện tốt như thế mà các ngươi không thích à mọi người vẫn không nói gì mãi một lúc sau trước ánh mắt khó hiểu của nàng giáp nhất người vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng Đâu phải chỉ mới quen biết ngươi một hai ngày. Chúng ta có khi nào kiếm được tiền từ chỗ ngươi đâu. Chuyện cười này không nghe vẫn hơn. Má, các người không tin nhân phẩm của ta ư? Mọi người đều tặng cho nàng một ánh mắt khinh bỉ. Thứ như nhân phẩm, ngươi không có. Hạ sơ thất trừng mắt lên, bỏ tay xoa huyệt thái dương, ngồi sụi lơ trên ghế, cảm thấy sảnh rỗi đến mức lông sắp mọc đầy người. Không đúng, chẳng lẽ nàng thật sự đã tàn ác đến mức phá hủy thần kinh của họ, ngược đãi ngân lượng của họ, nên mới dẫn đến lúc nàng có thành ý kể chuyện thì lại không ai muốn nghe nữa. Sở thất, muội tấu khúc nhạc cho tỷ giải sầu nhé. Lúc này trước cửa có một bóng người mảnh khảnh xinh đẹp bước vào. Nàng ta chính là cố A Kiều, người đang ở nhớ trong viện sở từ. Vì để thuận tiện, cũng để tránh bọn A Kỳ phát hiện, nàng ta luôn đóng giả thành nha đầu cho dù ăn mặc như bây giờ thì cố a kiều vẫn xứng với một chữ kiều vóc người cực kỳ quyến rũ yêu kiều hạ sơ thất mời nàng ta ngồi cười xua tay người đến là khách sao có thể làm phiền muội được tỷ khách sáo rồi cố a kiều mỉm cười muội ở đây vốn đã làm phiền tỷ lại còn nợ ân huệ của tỷ mới có thể sống sót, nhưng lại không giúp được gì. Thứ muội biết, chỉ có chút tài đàn xáo vặt vãnh, mong tỷ đừng chê. Nghe nàng ta nói như thế, hạ sơ thất cũng không nỡ từ chối lòng tốt của đối phương. Với lại, hễ rảnh rỗi là đầu óc nàng liền nghĩ lung tung. Thôi nghe nhạc cũng được, xem như thay giáo. Trong viện sở từ, tiếng tỷ bà vang lên thanh thoát hạ sơ thất nằm dựa người trên ghế vừa nghe vừa lắc lư cái đầu mai tử và tinh lam ngồi đan móc ở kế bên trong tay là y phục của con nít nhị bảo công công đứng bên cạnh hầu hạ trà nước nghe chẳng hiểu gì còn giáp nhất vẫn liên tục làm phông nền mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối thời gian nửa canh giờ đã trôi qua như thế không ngờ khúc nhạc này tuy không thúc đẩy sinh trưởng tế bào âm nhạc của tiểu thập cửu và cơn buồn ngủ của hạ sơ thất nhưng lại thu hút hạ thường đến sau khi tảo chiều hồi phủ nghe thấy người thông truyền giáp nhất nhìn hạ sơ thất người lánh mặt đi hạ sơ thất biết hắn ta đang nói gì đến giờ hạ thường vẫn không biết chuyện nàng có thai nhưng nếu nàng lánh mặt sẽ khiến hắn ta nghi ngờ nàng suy nghĩ rồi ra hiệu bằng mắt kêu tinh lam và mai tử cất y phục và giày của tiểu thập cửu, sau đó lại dặn dò thêm. Lấy tấm chăn mỏng đến đây. Nàng vừa phủ chăn lên bụng thì hạ thường vào tới. Thấy trời nóng như thế mà nàng vẫn đắp chăn, hắn ta thấy hơi kinh ngạc. Hạ sơ thất không giải thích, cũng không đứng dậy, chỉ gật đầu tượng trưng rồi cười hỏi. Sao đại ca lại có thời gian rảnh qua đây vậy? Hạ thường lúng túng, nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của cố A Kiều rồi phất tà áo, ngồi xuống đối diện với hạ sơ thất. Vốn dĩ, ta không muốn quấy dày sự yên tĩnh của muội Nhưng khi nãy đi qua đây, chợt nghe thấy có tiếng đàn du dương, cảm thấy xuyến sao nên cố tình đến đây nghe. Hạ sơ thất biết hạ thường, vốn đã có tình ý với cô A Kiều, chỉ có điều cách mà người xưa dùng để bày tỏ tình cảm, quả thật khiến người ta cạn lời cứ phải đánh tám vòng mới đi vào vấn đề. Nếu cô A Kiều đồng ý theo hạ thường, thì hạ sơ thất cũng thấy vui. Nhưng kỳ lạ là, trước đây khi cô A Kiều vẫn còn trong trắng, nàng ta vẫn luôn có ý với hạ thường. Nhưng hiện tại, đã rơi vào bước đường này, hạ thường cũng ngỏ ý chấp nhận, thì nàng ta lại không chịu tiếp nhận. Cô A Kiều cất đàn tỳ bà, khuỵu gối hành lễ nói. Ngụy Quốc Công, thất tiểu thư nô tỳ lui xuống trước, không quấy giày hai người hàn huyên. Hạ sơ thất nhìn nàng ta, mím môi im lặng. Hạ thường lại thấy hơi lung túng. Cố tiểu thư, xin đợi một lát. Cố A Kiều rũ mắt, thái độ trông rất đúng mực. Ngụy quốc công có gì cần dặn dò? Hạ thường nhìn nàng ta chằm chằm, rồi chợt thở dài một cách bất đắc dĩ. Nàng ngồi xuống trước đi, Chuyện ta muốn nói có liên quan đến nàng. Những người không liên quan đều được cho lui xuống hết, trong phòng chỉ còn Hạ Thường, Hạ Sơ Thất và Cố A Kiều. Ba người khách sáo vài câu. Hạ Thường nói nhỏ. Buổi tảo chiều sáng nay xảy ra chuyện rồi. Hạ Sơ Thất giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn ta nhưng không hỏi gì. Nàng vốn cho rằng Hạ Thường sẽ nói chuyện về Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn khỏi hoàng thành, nhưng Hạ Thường lại hình như không hề hay biết mà nói thẳng sang một chuyện khác. Thái tử Cáp Tát Nhĩ Trình Văn Thư nói rằng họ đã bẩm báo chuyện sứ thần Bắc Địch bị giết lên hoàng đế Bắc Địch, đồng thời cũng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ về việc triều đình đại yến không đưa ra một lời giải thích nào về chuyện đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Thái tử Cáp Tát Nhĩ yêu cầu triều đình Đại Yến phải kết án trong vòng 10 ngày và phải cho bác địch một lời giải thích chân thành. Rõ ràng là thái độ của Cáp Tát Nhĩ đã trở nên cứng rắn hơn khá nhiều so với trước đây. Thế nhưng trước khi ba bố chết, gã không hề có gì bất thường, cũng không có thủ án với ai. Nên việc điều tra cực kỳ khó khăn. Tuy gã đã bị châm cài tóc của cô A Kiều đâm vào cổ, nhưng kỳ lạ là độc câu vẫn trong người lại giống hệt với loại độc trần đại ngưu trúng phải một vụ án vốn dĩ đơn giản nay lại trở nên rắc rối phức tạp trong lúc nhất thời biết đi đâu tìm kiếm hung thủ đây tất nhiên cho dù hung thủ là ai cố a kiều cũng vẫn là nhân vật mấu chốt của vụ án họ vẫn đang tìm người ư hạ sơ thất hỏi nhỏ hạ thường gật đầu triều đình ban bố lệnh truy nã dán thông báo lùng bắt khắp nơi nói đến đây hắn ta nhìn cố a kiều giọng nói dịu dàng đi khá nhiều nhưng cố tiểu thư không cần lo lắng nơi đây rất an toàn phía cha nàng ta đã phái người đi gặp và mời đại phu cho ông ấy ta không nói cho ông ấy biết nàng đang ở đâu chỉ bảo ông ấy yên tâm dưỡng bệnh cố a kiều không ngờ hạ thường sẽ làm những việc này vì mình nàng ta liếc nhìn hắn ta, vành mắt đỏ ửng. Cha ta vẫn ổn chứ? Hạ thường gật đầu. Vẫn ổn, nhưng cơ thể xa sút không thể điều trị dứt điểm chỉ trong ngày một ngày hai. Nàng cũng không cần quá lo lắng, đợi chuyện này trôi qua là ổn thôi. Cô A Kiều rũ mắt, hành lễ một lần nữa. Đà tạ quốc công gia Hạ sơ thất im lặng nhìn dáng vẻ khách sáo lễ độ của hai người họ. Nàng biết, có vài tình cảm, một khi rời xa thổ nhưỡng, không còn nền tảng thúc đẩy, thậm chí còn bị dông tố phá hủy thì sẽ rất khó trở về như trước đây. Nàng thoáng khựng lại rồi mỉm cười thay đổi chủ đề. Đại ca, trong chiều không còn chuyện gì khác nữa chứ? Nàng muốn tìm hiểu về tình hình của triệu tử Nguyệt, nhưng hình như hạ thường không biết thật, chỉ trả lời rằng không còn chuyện lớn gì khác những ngày qua bệ hạ chỉ đang chuẩn bị cho ngày bắn liễu và chuyện chọn phò mã cho tử nguyệt công chúa ngoài ra hắn ta ngập ngừng hôm nay bệ hạ triệu kiến riêng hỏi xem muội có muốn đi xem không hạ sơ thất chỉ nghe qua về tập tục bắn liễu chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ nếu không phải đang mang thai nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng hiện tại sao nàng có thể đi được đây nàng do dự một lát rồi lắc đầu cất tiếng nói thản nhiên nói với bệ hạ ta không đi đâu nếu có thể ta hy vọng mãi mãi không cần phải nhìn thấy cái bản mặt bị dẫm nát trong lúc thượng đế tạo người của hắn thượng đế nghĩa là gì hạ thường ngơ ngác hỏi thì là huynh đệ với ngọc hoàng đại đế hả Hạ sơ thất lừa hạ thường, đến ngớ người. Nàng nhướng mày cười hì hì, không tiếp tục dây dưa vào vấn đề này nữa. Bởi vì nàng phát hiện ra một chuyện càng nghiêm trọng hơn. Từ trong cách nói chuyện của hạ thường có thể biết được, triệu miên trạch vẫn chưa công bố tin triệu tử nguyệt đã trốn khỏi hoàng cung. Hắn ta không những không nói với người khác, mà vẫn tiếp tục chuẩn bị chuyện chọn phò mã cho tử nguyệt công chúa. Cũng tức là triệu miên trạch vẫn luôn sai người theo dõi triệu tử nguyệt. Hoặc là có cơ sở chắc chắn sẽ tìm được nàng ta, hoặc có khi hắn ta cố ý thả Triệu Tử Nguyệt đi, đây vốn dĩ là một âm mưu. Nghĩ đến đây, nàng giật mình tỉnh ngộ ra. Hoàng Thành canh giữ nghiêm ngặt, lúc trước nàng muốn ra ngoài một chuyến còn khó, huống hồ gì lại là một Triệu Tử Nguyệt sức yếu thế cô. Nếu không phải Triệu Miên Trạch cố ý bỏ qua, sao nàng ta có thể dẫn theo nha nha rời khỏi cái lồng sắt kia chứ? Hèn gì tối qua lúc triệu tôn rời đi, răng mặt lại trông xấu xí đến vậy. Nói không chừng, đây là cái bẫy triệu miên trạch chuẩn bị cho triệu tôn.